làm gì không? Dạ dạ đây đang lấy cho chung. Hãy xách mấy cái chót lại bỏ đây. Đây vô dưới anh vô trước vô chui vô đây còn lấy nha. Không làm chạy vô. Phải cái đứng mà. Nhiệm vụ đó thôi. Không có chừng nào nó lên kêu đóng ste lại đó. Là lúc đó ba đứng ở trước mới coi cái thằng nó quay máy. Còn mà nãy nó làm gì trong đó nó chạy. Chiếc này chiếc khác nữa. Chiếc này hãng Delta, nó đi về Atlanta. Đang quay đầu lại đó. Quay đầu cho lên rồi lấy chớn nó chạy lên. Đó, bắt đầu nó đi á. Bể bánh xe rồi, bể bánh nè. Nổ bánh xe rồi. Bể bánh bên đây tay phải á. Phải, bánh trước á. Phải, bỏ rồi. Còn bánh sau ấy. Vô luôn, khỏi thử nữa. Cái bánh hai bên là 4 cái, 8 cái. Wow. Chạy ra mới thử rồi, bể bánh xe giờ vô rồi. Anh Nam đứng này chú lấy cái chót nó bỏ vô nha. Bây thử cái bể hai cái bánh xe luôn. Wow. Wow, cái bánh xe này ngon hết luôn. Đó, cái này bể nát luôn. Bên kia 4 bánh luôn. Dạng nó thắng nó mòn. Wow. Oh, we don't get that.